Chắc gom tới giờ hai mấy ngày, hai ngày tới giờ nó còn thuốc men gì. Đó, để lợi. Đợi hái rồi. Đã hái rồi, bán con cái này. Bán con đúng này đem thành phố. Ủa đúng này không hái ngon. Đúng là nó đúng đá. Nó còn lớn nữa. Đúng quá trời to luôn. Dạ. À, con hái gì vậy kìa? Cho trời út của mà hái cái núm gom mệt uống hay vậy? Không có đâu, hái chứ giờ để làm ốc mua hấp nước giờ đó hả con? Đến tao con hái chưa nắng vậy hái cho cậu Út uống chưa? Thôi mời cậu Út qua ăn nha. Sao rồi cậu Út? Cậu Út qua ăn với con nha. Đây con đi. Hai vợ chồng thành công nha. Dạ, con đi nha. Làm tiếp thành công, các bạn ủng hộ nhiều cho trái tôi nha. Cảm ơn cậu. Dạ. Mình đi về thôi nha. Thì các bạn ngâm qua một đêm, sau đó là gặt ăn thì các bạn lấy nước cho gạo ngâm hoặc là đập ớt vào. Nhưng mà các bạn nhớ nếu ngâm như vậy thì phải ăn liền nha. Nếu không ăn liền thì ốc nó sẽ chết và không có ngon. Ốc này hôm qua của mình cắt đìa và cho mình đó các bạn. Lá này Út không bỏ nha các bạn. Út bạn lấy lá này nè. Thôi mình cột lại.
xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Út Miệt Vườn. Bây giờ chúng ta cùng bắt tay làm nón ốc luộc nước dừa ăn với cơm bẻ nha các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lập sạch. Các bạn nhớ chừa ra 2 tép nha, để hồi chúng ta sẽ làm nước chấm cơm mẻ. Chúng ta sẽ chặt khúc ra nha. Rồi, ớt này thì chúng ta sẽ đập dập một phần, và một phần thì chúng ta sẽ cắt xéo nha. Nếu bạn nào không ăn cay được thì các bạn đừng cho nhiều ớt nha. Nguyên liệu thì Út đã chuẩn bị xong rồi các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lót ở dưới đít ha. Chúng ta sẽ cho xả vào dưới đít như thế này để cho nó thơm. Các bạn cho lá chanh vô luôn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đổ ốc lên mặt cho các bạn. Miền Bắc á, người ta làm bằng xuất xứ từ miền Bắc, ta làm bằng cơm nguội á các bạn, hoặc là bún. Mình sẽ cho đường vào nha các bạn. Mình cùng nhắc ốc xuống nha, ốc đã chín rồi đó, mình cùng thưởng thức thôi các bạn ơi. Ốc chín rồi mọi người ơi, bây giờ mình nhắc xuống mình thưởng thức nha. Bạn coi ốc à, cái mai ốc đã ở biển hết rồi á, ốc đã chín rồi đó. Bây giờ mình nhắc xuống nha. Rồi, hôm nay mình sẽ ăn ốc
Ngốc cùng với mấy em của mình nha các bạn. Mời cả nhà Ngốc cùng mình nha. Ăn đi mấy đứa. Coi chuyện nóng nha. Ăn thử đi ngon không? Ăn đi Ngọc. Ngon à? Ngon. Nhức nách không? Nhức nách luôn. Ăn xong rung đùi luôn phải không? Không nhức nổi mà rụng luôn á. Ướt mấy cái cay ngọt ngọt. Ừ. Thơm mùi xả luôn đúng không? Ốc mập ghê luôn nè. Ý. Ốc mập ghê luôn nè các bạn. Thôi, nó cay rồi. Con này mới vững nhất mà. Con ăn đi. Cảm ơn em. Quét ăn. Mình giữ ăn nha mọi người. Chịu hết nổi rồi. Thấy tụi nhỏ nó ăn dữ quá. Ngon quá. Ốc ngọt dữ sợ. Nóng lắm. Nóng không? Nóng. Đồ nước ốc á. Vừa ngọt vừa cay. Đã thiệt. Thê luôn á. Nãy nấu tưởng là trời mưa ha. Trộn lẫn với nước mưa. Thôi hết thử hả? Đâu quá, lâu vừa quê ăn cái này vui quá. Trời ơi. Có thử nước ốc không? Trời công chúa. Đến bài. Qua chị nha. Mấy bà lớn thằng nhỏ điêu ghê. Đã quá. Mới ăn hết hào. Cay quá à? Vừa cay mà vừa ngọt đã. Ừ, đúng rồi. Chứ mình đã không đập ra thì nó mới cay lắm. Nhưng mà nó vẫn cay mà. Rồi, nó Ngọc ăn đi. Nó cắt đi nè, nó cay nè. Nó cắt mấy cái. Hôm nay mình chấm với cơm mẻ nha các bạn. Nó ăn tuổi thơ luôn á. Cơm mẻ thì nó có vị chua chua. Mấy em thường ăn ốc chấm với tiêu chanh không à? Hồi hồi nhỏ chị thường ăn ốc đắng chấm với cái này nữa nè. Ngon lắm. Đó giờ em thường ăn ốc chấm muối tiêu chanh á, chứ không phải ăn cơm mẻ. À. Đầu tiên ăn hả? Đầu tiên ăn cái nước chim mà cơm mẻ luôn. Sao ngon không? Tuyệt vời. Sao nữa hả? Bữa sau làm nhà ăn nha. Lần sau anh về lần nữa ha. Ok. Nhưng mà làm món khác. Làm nước ốc nướng mỡ hành. Nhất đến luôn. Lần sau này nó có thời gian nó làm nó ốc nướng mỡ hành ha. Thì là cay quá. Ăn đi. Bây giờ mình chuyển sang xoài cái cay. Ăn xoài chấm mắm đường nha các bạn. Trời mưa rơi lâm râm. Ăn miếng. Mưa rơi lâm râm. Ớt gì có cây dù lũng ở đây. Ngon không? Ngon. Ngon không? Ngon thử không? Rồi quất kia ốc kèm cái xoài coi. Ăn giống nhậu quá vậy. Làm miếng à. Chấm mắm đường ăn miếng ngon. Thấy sao? Chấm đường thì nó không có chua. Ngon. Chả má ơi, anh vừa bu luôn mà. Video và các bạn ơi, bây giờ mấy chị em mình thưởng thức ốc nha. Nếu các bạn thích video của mình thì nhớ like, share, subscribe nha. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn.